Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, mỗi người trong số chúng ta sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau. À, từng cái thời điểm cũng sẽ nói lên là các bạn sướng hay là khổ thế nào. Không những thế, nó còn liên quan đến cả gia đình và đến những người thân thiết xung quanh mình nữa. Và theo cái tử vi của Vinh Nhật, ấy, nó có một cái bộ môn là phu giai. Thì ngoài chúng ta xem cái tướng số. À, xem cái bắt tự xem tử vi vân vân cũng như là dựa vào cái nhân tướng học ấy thì cái ngày sinh nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cái vận mệnh của mỗi con người à, với những người mà sinh vào những cái ngày sinh âm lịch sau đây ấy, thì họ được coi như là cái bùa hộ mệnh của cả gia đình không chỉ đem lại cái may mắn và bình an cho cho gia đình mà còn gì giúp cho hậu vận cũng được giàu sang phú quý của cái thì dư giả tiền bạc thì tiêu hoài không hết và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng chia, chia sẻ cùng quý vị nhé về những cái ngày sinh đây là ngày sinh âm lịch quý vị nhớ nhé ngày sinh âm lịch đó. Những nhà nào mà có người sinh vào cái ngày âm lịch này thì cả gia đình đều được hưởng giàu sang phú quý, tài lộc viên mãn dồi dào. À, thưa quý vị, à, các bậc thầy tử vi cũng có nói rằng bên cạnh con giáp sinh vào cái năm nào ấy thì cái ngày sinh âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cái vận thế của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng lại ra đời vào những cái đúng cái thời khắc hoàng kim nên là dù cuộc sống có vất vả thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ vượt qua một cách ngoạn mục à, trong số những ngày sinh âm lịch này thì có một số ngày được xem là cái thời khắc may mắn bởi lẽ đây là cái lúc mà cái ngôi sao may mắn nó chiếu mệnh nên là những ai mà sinh vào những ngày này thì được trời định là giàu sang phú quý đến già mặc dù trên đường đời gặp nhiều cái trông gai chắc trở đi chăng nữa À, nhưng sau này tất cả họ vẫn được hưởng cuộc sống đầy đủ vẹn toàn Sau khi kết hôn thì những người này cũng sẽ gì được hưởng một cuộc sống hạnh phúc Và đời sống vật chất cũng dư giả thoải mái Vậy thì xin mời quý vị cùng xem đó là những con giáp nào nhé Và sinh vào ngày nào quý vị nhé à, Thưa quý vị thì đầu tiên ấy, chúng ta xét về những con cái số đầu tiên đó là gì? Những người có cái ngày sinh từ ngày 23 tháng 12 âm lịch dự đến ngày 20 tháng 1 âm lịch đúng không ạ? Ngày 20 tháng 1 âm lịch thì nó là vào cung sơn dương tọa đấy nói chung ấy à, với những người mà sơn dương tọa thì cá tính của những người này là có tính trầm ổn ít bị cuốn hút vào những cái vẻ hào nhóm bên ngoài nội tâm thì phong phú à, họ là những người tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao và có những cái lập trường vững mạnh khi đã xác định được cái mục tiêu ấy thì cố gắng phấn đấu đến cùng và phát huy được cái tài năng của họ à, tuy có cái phần lãnh đạo cô độc nhưng là những người đáng tin cậy và có lòng giúp đỡ những người thân về những người mà sinh vào ngày 22 tháng 12 âm lịch đến ngày 20 tháng 1 âm lịch ấy, Thì họ thích hợp với các nghề như là giáo sư, mục sư, luật sư hay là âm nhạc à, Không phù hợp với các ngành nghề như là ngoại giao, buôn bán, thiết kế hay là tổ chức Về chuyện hôn nhân thì đàn ông Sơn Dương Tọa có cuộc sống nghiêm túc, ngăn nắp, trật tự Đã yêu ai thì ít khi thay đổi Còn với phụ nữ Sơn Dương Tọa thì có khuynh hướng là nương tựa Muốn lập gia đình với những người đàn ông có khả năng là bao bọc cho mình đối tượng hôn nhân thích hợp với những người mà sơn dương tọa nữ mệnh thì là xử nữ hay là sơn dương tọa à, những cái điều thích hợp này những cái năm tốt trong cuộc đời của những người mà sinh vào ngày 23 tháng 12 đến ngày 20 tháng 1 thì là vào cái thời 35 tuổi, 44 tuổi, 50 tuổi và 53 tuổi. Con số may mắn là con số 8. Ngày tốt trong tháng là ngày mùng 8, ngày 17 và ngày 26 âm lịch. Ngày tốt trong tuần thì nó là ngày thứ bảy Cái màu sắc thích hợp là màu xanh, màu đen, lam. Đã. À, cái hướng thích hợp đó là hướng nam và hướng đông nam. Đó là cái cung đầu tiên là Sơn Dương tọa. À, tiếp theo cung thứ hai là Thủy Bình tọa đúng không? Thủy Bình tọa là những người sinh vào ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2. Đấy. Nếu mà quý vị sinh vào ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 âm lịch thì là cái thuộc cái cung Thủy Bình tọa. Với cá tính của những người này thì nói chung ấy, là cá tính điểm đạm, khách quan và có trí tuệ, à, có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được các tình thế khác thường, cuộc sống cũng sẽ hướng ngoại nhiều nam tính và không thích bị gò bó trong khuôn khổ. À, làm việc thì có nhiều sáng tạo và dễ chấp nhận những cái cải cách, à, có cái tinh thần bao dung và cởi mở hơn. Về nghề nghiệp thì họ thích hợp với các ngành nghề cần phải cái sự suy tư sáng tạo như là sáng tác văn thơ, tiểu thuyết, nhiếp ảnh kịch hoặc là làm content, marketing vân vân đó. Không phù hợp với các ngành công việc cố định, chuyên môn như là công chức, công nghệ hay là kỹ thuật vân vân đó. Về chuyện hôn nhân thì đàn ông cái cung thủy bình tọa này, này thì là những người mà có lý tưởng yêu đương thì có chủ đích à, sẽ là một người chồng tốt còn đàn bà thủy bình thì tính tình thì rộng rãi có thể tha thứ cho lỗi lầm và những hy sinh cho cho người mình yêu các đối tượng hôn phối thích hợp là song tử và thiên bình cũng như là thủy bình đó à, những cái điều thích hợp này những năm tốt trong cuộc đời của những người thủy bình ấy, thì đó chính là gì cái năm 31 tuổi, 40 tuổi, 49 tuổi, 58 tuổi và 67 tuổi. Đó là những năm tốt nhất. À, con số may mắn là con số 4. Ngày tốt trong tháng là ngày mùng 4, ngày 13, ngày 23 và ngày 30. Ngày tốt trong tuần cũng là ngày thứ bảy và cái màu sắc thích hợp là màu xanh, hướng thích hợp là hướng đông nam và hướng đông bắc. Đó là cung thứ hai là Thủy Bình tọa. À, tiếp theo đến cung thứ ba là Nam ngư tọa. Nam ngư tọa là những người sinh ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 âm lịch. Đấy. Cá tính của những người này là những người giàu tình cảm, nhiều ảo tưởng và thì đôi lúc có vẻ xa rời thực tế, có sự quan tâm sâu sắc đến cái sự đau khổ của những người khác, sẵn sàng giúp đỡ về vật chất hay là tinh thần, tình cảm tuy ủy mị lãng mạn hướng nội, thiên về nữ tính, à, cuộc sống thì nặng về cái tinh thần hơn là vật chất, có lòng vị tha, bác ái và nhiệt tình với các công việc là hướng thiện, cái nghề nghiệp thích hợp với các nghề như là họa sĩ à, sáng tác kịch nghệ, mua bán nữ trang hay là spa ấy, sửa chữa sắc đẹp ấy, hoặc là thiết kế thời trang vân vân không phù hợp với các ngành nghề như là kinh doanh tài chính công việc văn phòng hay là kỹ thuật về hôn nhân thì đàn ông nam ngư là những người mà vui vẻ yêu đương thì thành thật không có chuyện là tính toán còn với nữ thì là những người mà yêu mến gia đình thích làm đẹp cho chồng cho con cho nhà cửa đối tượng kết hôn thích hợp ấy, thì đó là cái cung gì à, cái cung nam ngư và cung gì à, cung cự giải đó à, những cái năm tốt của những người tuổi này thì là cái năm 25 tuổi, 34 tuổi, 40 tuổi, 43 tuổi và 52 tuổi. Con số may mắn là con số 7. Ngày tốt trong tháng là ngày mùng 7, ngày 16, ngày 25. Ngày tốt trong tuần là ngày thứ năm. Cái màu sắc thích hợp là màu tím và màu ánh bạc. Đó. Cái hướng hợp mệnh là hướng đông nam và hướng đông. Đó là thứ ba là gì? Năm người tọa. Với những người sinh vào cung mục dương tọa ấy, thứ tư là mục dương tọa là những người sinh vào ngày 21 tháng 3 Đến ngày 20 tháng 4 âm lịch thì cá tính của những người này thì có nhiều cái tham vọng, dũng cảm, có đầu óc suy nghĩ thực tiễn, có khả năng lãnh đạo và chỉ huy, hăng say trong cái công việc nhưng mà khó có thể thỏa hiệp với à, những cái bất đồng đấy. Khi mà gặp phải nghịch cảnh thì họ vẫn gan lì và tìm mọi cách để mà đối phó. À, có thể làm các việc quan trọng mạo hiểm hơn để gì? Để gia tăng cái danh tiếng cũng như là đạt được những cái thành công mỹ mãn. À, họ là những người thuộc cái mẫu hình hướng ngoại nhiều nam tính. Đó. Về nghề nghiệp thì thích hợp với các nghề như là quân đội, tuyển thủ, à, ký giả, đạo diễn, thám hiểm. Không phù hợp với các ngành nghề như là chiêu đại viên, đại viên chức nhà nước hoặc là nhân viên bán hàng hay là những cái nghề cố định. Về chuyện hôn nhân thì đàn ông mục dương là những người mà kiên quyết, thiếu cái sự nhẹ nhàng nhưng mà vẫn quan tâm đến người yêu. Có đầu óc hướng ngoại nên là ít quan tâm đến gia đình. Còn với nữ mà cung mục dương ấy, thì có sức hấp dẫn Nam phái rất là mạnh nhưng mà bản thân lại không hề mê muội, yêu đương thì có lý trí và sẽ là những người vợ hiền dâu thảo. Đối với chuyện hôn phối thì phù hợp với lại cái cung uh, sư tử và thiên bình đó. Những điều thích hợp đó là những cái năm tốt trong cuộc đời của họ thì là vào cái năm 27 tuổi, 36 tuổi, 47 tuổi và 60 tuổi. À, con số may mắn là con số 9. Cái ngày tốt là ngày mùng 9, ngày 18 và ngày 27. Ngày tốt trong tuần là ngày thứ ba. À, màu sắc thích hợp là màu đỏ sẫm, màu vàng và màu tím. cái hướng thích hợp là hướng đông và và hướng bắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cung thứ năm là cung Mộc Dương, Mộc Dương Tọa. Với những người cung Mộc Dương Tọa thì sinh từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, đúng không? 21 tháng 4 đến 21 tháng 5 âm lịch. Cá tính của những người này là những người có tâm tính ôn nhu hiền lành, à, muốn có cuộc sống bình yên và ít tham vọng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh, yêu cái đẹp. Họ là những người hiền hòa và ghét cái sự bất công gian trá. giàu tính sáng tạo nhưng lại thực tế, không mơ mộng viển vông, có khả năng gì? Phối hợp và dễ thỏa hiệp với những người khác. À, đây là những người mà thuộc cái mẫu người hướng nội, nhiều nữ tính hơn, ủy mị hơn. Về nghề nghiệp thì thích hợp với các nghề không có cạnh tranh, yên ổn như là họa sĩ, điêu khắc, nghiên cứu, thiết kế thời trang hay là trang trí nội thất vân vân à cái nghề không phù hợp vào các ngành nghề như là bác sĩ, vận động viên hay là luật quân sự bán hàng vân vân. đó về chuyện hôn nhân thì đàn ông ấy, của cô Tọa ấy thì là những người mà có tính tình trầm mặc, à không thể hiện cái đam mê. họ là những người sôi nổi dễ đạt được cái ý trong bài tỏ. còn đàn bà thì rất là thận trọng trong cái việc chọn đối tượng và gì chỉ tự quyết định không bị ảnh hưởng bởi cái lời lẽ của người khác. À, đối với cái chuyện hôn phối thì thích hợp nhất là cung sơn dương và cung sử nữ cũng như là cung cương ngưu và những cái năm tốt cho cuộc đời thì đó vào năm 27 tuổi, 42 tuổi, 51 tuổi và 60 tuổi. À, con số may mắn là con số 6. Cái ngày tốt trong tháng là ngày mùng 6, ngày 15 và ngày 24. Đó. À, ngày tốt trong tuần thì là ngày thứ 6. Cái màu sắc thích hợp là màu xanh đậm. Cái hướng thích hợp là hướng Đông Bắc và và hướng Bắc. Đó là cung thứ 5. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cung song tử tọa. Đúng không ạ? Cung song tử là những người sinh vào ngày 22 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6, 21 tháng 6 âm lịch nhé. Đó. Cá tính của những người này là những người mà dễ dao động, vui buồn thất thường, có khả năng thuyết phục mọi người, dễ thích ứng với cái hoàn cảnh, biết tùy cơ ứng biến. Nhưng mà gặp người cảnh thì cũng dễ thay đổi và hay bỏ giờ công việc giữa chừng. Do có khả năng thành thực và phán đoán cụ thể, có thể làm cho những người khác cảm thấy là à mình là người cần thiết cho cái cuộc sống và cái công việc này nên rất có nhiều cái cơ hội để thành công à, họ là những người thuộc mẫu người hướng ngoại nhiều nam tính à, về nghề nghiệp của cái người mà thuộc cung song tử này thì là thích hợp với cái nghề như là làm báo viết văn ngoại giao hay là buôn bán cái nghề không phù hợp đó chính là à, kỹ thuật viên chuyên môn hay là gì à, văn thư kế toán hay là quản trị nhân sự là không phù hợp về chuyện hôn nhân của cung song tử này thì gì đàn ông ấy thì nói chung ấy có cái tình yêu nồng nàn nhưng mà không vì thế mà hoa mắt thích đùa với tình yêu nhưng lại không vì thế mà phá hoại gia đình còn đàn bà cung song tử là người không thích cái cuộc sống đơn điệu nên là dễ dễ đổi thay à, đối tượng hôn phối của những người cung song tử thì đó chính là gì những người cung thiên bình hoặc là gì cung thủy bình đó hoặc là cung song tử đó À, những cái năm tốt trong cuộc đời của họ đó là năm 35 tuổi, 41 tuổi, 47 tuổi, 50 tuổi và 59 tuổi. Con số may mắn đối với cung song tử đó chính là con số 5 đúng không? Và ngày tốt trong tháng là ngày mùng 5, ngày 14 và ngày 23. Đúng vào những ngày nguyệt kỵ đúng không ạ? Mà Việt Nam mình vẫn tránh. Và ngày tốt trong tuần đó là ngày thứ tư. Cái màu sắc thích hợp là màu vàng, màu xanh nhạt. Cái hướng thích hợp là hướng bắc và hướng tây. Đó, đó, đó là cung song tử. Tiếp theo số 7, chúng ta xét đến cái cung cự giải đó, cự giải tọa. Cái cung cự giải tọa này thì nó là gì? Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 âm lịch đó. Cá tính của những người này là những người có tính bảo thủ, lo lắng cho gia đình và hay lo xa. Có khả năng học hỏi nhanh, có tài bắt chước để mà sáng tạo ra cái mới. Cái óc tưởng tượng thì khá là phong phú, suy nghĩ thì sâu xa và là những người mà dễ nổi nóng. Họ là những người mà không có lập trường nhất định, dễ thỏa hiệp nhưng mà lại không bền đấy à, họ thường đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết cả cái tập thể đó họ là những mẫu người mà hướng nội đấy nhiều nữ tính tức là ảm đạm hơn về nghề nghiệp thì thích hợp với các nghề như là biên tập dạy học thiết kế thời trang hay là chế tạo vật dụng vân vân họ không thích hợp với những nghề như là nhiếp ảnh thầy thuốc nghiên cứu hay là gì thám hiểm về chuyện hôn nhân thì đàn ông công cự giải ấy, thì là những người nhẫn nại trong tình yêu nhưng mà khi thất bại họ sẽ dễ bị đả kích, nhưng lại là người cha, người chủ gia đình tốt và là chỗ dựa vững chắc cho người vợ. Còn đối với đàn bà thuộc cung Cự Giải ấy thì là những người mà thành thực trong tình yêu, sẵn sàng hy sinh cho chồng cho con. Đó. Về đối tượng hôn phối thích hợp thì có thể chọn cung Nam Ngư hay là cung Thiên Bình, đó. À, những cái năm tốt cho cuộc đời. Đấy thì vào cái năm là 29 tuổi này, 35 tuổi này, 38 tuổi này, 47 tuổi và 56 tuổi con số may mắn của những người cung cự giải tọa này là những người mà con số 2 đấy. À, ngày tốt trong tháng là ngày mùng 2, ngày 11, ngày 20 và ngày 29. Ngày tốt trong tuần là ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Đấy, màu sắc thích hợp là màu trắng và màu tím. Hướng thích hợp là hướng Bắc và hướng Tây. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cung thứ 8 là cung sư tử tọa. Đó. Cung sư tử tọa là những người sinh vào ngày 24 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8 âm lịch. À, cá tính của những người này là những người mà có sức sáng tạo, lanh lợi, nhiệt tình nhưng lại hơi cứng nhắc, khó ứng biến kịp thời. À, có cái khí chất của những người lãnh đạo, có sức thu hút quần chúng, có tài năng đảm nhiệm được cái việc lớn, thích giao thiệp, thích tiếp xúc rộng rãi, à, thuộc mẫu người hướng ngoại, nhiều nam tính. Về nghề nghiệp thì họ thích hợp với các nghề như là ngoại giao, kinh doanh, à, diễn viên hay là luật sư, không phù hợp với các ngành nghề như là văn thư, công nhân hay là thuyền viên, thầy giáo hoặc là các việc thừa hành vân vân đó về chuyện hôn nhân thì đàn ông song tử thì là những người mà chất phác thành thật trong cái tình yêu và có lòng bao bọc rộng rãi à, tuy có tính tình nóng nảy vội vàng nhưng mà là những người đàn ông có cái sức hấp dẫn và là một người chồng người cha vững vàng có khả năng lo lắng cho vợ cho con còn đàn bà song tử là những người đa tình dễ gây thiện cảm khi kết hôn ấy, thì là những người vợ hiền đảm đang là cánh tay đắc lực giúp xây dựng gia đình gì vững chắc và à là những người vợ hiền dâu thảo đó. À những cái năm tốt trong cuộc đời của họ là vào năm 28 tuổi, 34 tuổi, 37 tuổi, 46 tuổi, 55 tuổi và 60 tuổi. Con số may mắn là con số 1. Ngày tốt trong tháng là ngày mùng 1, ngày mùng 10 và ngày 28 đó. À ngày tốt trong tuần thì là ngày chủ nhật. Cái màu sắc thích hợp là màu vàng, màu đỏ và màu tím. Cái hướng thích hợp là hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam đó, đó là cung sư tử Tiếp theo là chúng ta xét đến cung sử nữ tọa Sử nữ tọa à, Sử nữ thì là sinh vật từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 à, âm lịch Cá tính của những người này thì là những người có nhiều mộng mơ Thường nhớ nhiều về quá khứ Mơ ước à, đến cái tương lai Và có tầm nhìn sâu sắc, có khả năng nhận thức và phê phán đúng đắn Họ là những người thích nếp sống trật tự, ngăn nắp làm việc chu đáo và dễ phát huy được cái hiệu quả cao thuộc cái mẫu người là hướng nội đó và cái nghề nghiệp thích hợp với họ đó chính là những nghề như là sưu tập, nghiên cứu, điều tra, quản lý hồ sơ hay là làm bí thư vân vân những nghề không thích hợp thì là xây dựng, thợ mộc, thời trang, trang trí về chuyện hôn nhân thì đàn ông xử nữ thì có tình yêu thuần khiết có cái tấm lòng trung hậu là những người cha, người chồng vui vẻ giúp đỡ gia đình đó còn đàn bà xử nữ là những người có tính tình dịu dàng À, ít đòi hỏi ở người yêu là những người vợ hiền, mẹ quý. Đối tượng hôn nhân thích hợp với cái cung này đó chính là cung cư ngưu và cung sơn dương. À, những cái năm tốt trong cuộc đời của họ đó là năm 32 tuổi, 41 tuổi, 47 tuổi, 50 tuổi và 59 tuổi. Con số may mắn là con số 5. Ngày tốt trong tháng đó là ngày mùng 5, 14 và 23. Ngày tốt trong tuần là ngày thứ tư. Cái màu sắc thích hợp là màu vàng và màu xám nhạt. Cái hướng thích hợp là hướng Tây Bắc và hướng Nam. Đó, đó là cái cung Sử nữ Tiếp theo chúng ta xét đến cung thứ 10 đó là cung Thiên Bình Tọa. Đó là gồm những người sinh vào ngày 24 tháng 9 âm lịch đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Thì cái cung Thiên Bình Tọa này thì là những người mà có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo, ít bị ảnh hưởng, bị chi phối, có khả năng gì uh, giải quyết sự việc một cách là tốt đẹp. Họ là những người sống về cái lý trí, có cái nhãn quan và cái thái độ xử lý công việc là công bằng, nghiêm túc, thích giúp đỡ những người khác và muốn cống hiến cho xã hội đây là những mẫu người hướng ngoại và nhiều năm tính. Cái nghề nghiệp thích hợp với họ đó chính là nghề ngoại giao, truyền giáo, mỹ thuật, điện ảnh và họ là những người mà thích làm vợ chồng làm chung một việc. Đó. À, họ không phù hợp với các ngành nghề như là bác sĩ, khoa học kỹ thuật hay là nhân viên à, các công ty hay là kinh doanh buôn bán. Đấy. Về chuyện hôn nhân thì đàn ông cung Thiên Bình Tọa này không chủ động trong cái tình yêu. Họ kiên nhẫn chờ đợi đối tượng nhưng mà khi đã yêu ai thì lại yêu rất mãnh liệt. Còn đàn bà không thiên bình toạn là những người mà phụ nữ khép kín nhưng lại trung thành với người yêu. Đối tượng hôn nhân thích hợp của họ đó là cung thủy bình, cung song tử và gì cung thiên bình. Những cái năm tốt trong cuộc đời của họ đó là năm 27 tuổi, 33 tuổi, 42 tuổi, 51 tuổi và 60 tuổi. Con số may mắn là con số 6. Đúng không? Cái ngày tốt trong tháng đó là ngày 15 và ngày 24. Cái ngày tốt trong tuần là ngày thứ bảy Cái màu sắc thích hợp là màu xanh. Hướng thích hợp là hướng Tây và hướng Nam. À, đó, đó là cung thiên bình. Tiếp theo là 11 là gì? Cung hắc tọa. Ngày sinh hắc tọa thì vào ngày 24 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 âm lịch đúng không? Cá tính của những người hắc tọa là những người rất thận trọng trong công việc cũng như là trong cái suy nghĩ của mình. Họ có nhiều cái mưu lược và là những người kiên nhẫn, có đầu óc canh đua, nhờ điềm tĩnh và cái ý chí kiên cường nên là đa phần sẽ được giành được thắng lợi và có được cái quyền cao chức trọng là những người ít bộc lộ cảm xúc, tình cảm nên là ít có bạn thân, thuộc mẫu người hướng nội, nhiều nữ tính. Về nghề nghiệp thì thích hợp với các ngành như là điều tra viên, bác sĩ, thiên văn, vận động viên, vân vân. À, không phù hợp với các ngành như là văn chương, âm nhạc, ngoại giao hay là buôn bán. Về chuyện hôn nhân thì đàn ông hắc tọa là những người mà hấp tấp trong cái chuyện tình yêu, à, nặng về nhục thể hơn ở tinh thần. Nếu mà bị phũ phàng và mất mát của cải thì trở nên là gì? Lạnh lùng, cứng rắn, nhưng mà khi đã thành vợ thành chồng thì lại là một người chồng tốt, cha tốt. Còn đàn bà hắc tọa là những người mà tính toán trong cái tình yêu và gì khi cân nhắc kỹ càng thì lại có kế hoạch chiếm hữu đối tượng đó. Cái đối tượng hôn nhân thích hợp của cái cung hắc tọa này, này đó chính là những cái người mà thuộc lại cung gì, cung nam ngư và cung cự giải. Những cái năm tốt trong cuộc đời của họ đó là năm 28 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 46 tuổi và 55 tuổi. Con số may mắn của hắc tọa là con số 0. Đó ngày tốt trong tháng là ngày mùng 10, ngày 20 và ngày 30. Ngày tốt trong tuần là ngày thứ ba. Cái màu sắc thích hợp với họ là màu đỏ và màu đỏ sẫm. Hướng thích hợp là hướng tây nam và hướng đông. Đó. Đó là cái cung mà 11 là ngày sinh khắc tọa. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày sinh thứ 12 là xạ thủ tọa đúng không ạ? Ngày sinh xạ thủ tọa. Tức là những người sinh vào ngày 23 tháng 11 âm lịch đến ngày 22 tháng 12 âm lịch. Đó. 23 tháng 11 đến 22 tháng 12 âm lịch thì cá tính của những người này là những người mà yêu tự do, thông minh, vui vẻ, thường không chịu được cái nề nếp sống gò bó và họ là những người thiếu kiên trì trong công việc dù khó đạt cái thành quả lớn nhưng mà vẫn vẫn thỏa mãn với cái cuộc sống hiện tại vì họ không có quá nhiều cái tham vọng à, công việc hướng về cái trí thức hơn là cái chân tay à, họ là những người ngoại giao rộng rãi và được nhiều người ưa thích thuộc mẫu người hướng ngoại và nhiều nam tính về nghề nghiệp ấy thì thích hợp với các nghề như là ngoại giao, chính trị, văn nghệ, nhà văn hay là kinh doanh tự do. À, không phù hợp với các ngành nghề như là nghề thủ công, kế toán, thư viện. Về chuyện hôn nhân thì đàn ông xạ thủ tọa, ấy, nói chung ấy là những người có tình yêu hoa bướm nặng về cái tình cảm hơn là vật chất. Khi là gia đình thì dễ trở thành những người chồng, người cha à, thiếu bổn phận. Còn đàn bà xạ thủ tọa là những người mà giao tiếp nhiều nhưng lại có ý thức và khi mà thành lập gia đình ấy, thì họ lại biết lo và làm cho người chồng cảm thấy là phấn khởi hạnh phúc hơn đó và những năm tốt đối với những người mà cung xạ thủ tọa thì đó là những năm 30 tuổi 36 tuổi 39 tuổi 48 tuổi và 57 tuổi đó con số may mắn với họ là con số 3 đó. ngày tốt trong tháng là ngày mùng 3 ngày 12 và ngày 30 ngày tốt trong tuần là ngày thứ năm và cái màu sắc thích hợp là màu tím cái hướng thích hợp là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam đó à, thưa quý vị thì nói chung ấy, trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau thì dựa vào năm sinh, ngày sinh, tháng sinh và giờ sinh chúng ta có thể luận đoán chi tiết của một người nhưng mà bên cạnh đó thì cái ngày sinh, đấy, cái ngày sinh à, nó cũng sẽ quyết định cái phần nào đó đến cái cuộc sống của chúng ta vậy nên là gì đôi khi chỉ dựa vào ngày sinh thì chúng ta cũng sẽ biết được cái xu hướng hành động như thế nào và từ đó chúng ta sẽ có những cái à, nắm bắt cụ thể về cái vận trình cuộc đời mình để xử lý cho nó được êm đẹp thuận lợi và hanh thông hơn à, thì đây là một cái bộ môn mới mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn à, hy vọng là quý vị có thể góp ý cũng như là uh, comment xuống ô bình luận bên dưới để mọi người cùng tham khảo và chiêm nghiệm chiêm nghiệm về cái ngày sinh của mình xem là cái vận số nó có đúng như vậy không quý vị nhé à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn